Từ khi được nâng cấp tu bổ đến nay, khuôn viên đền thờ Bác có khung cảnh rất đẹp với nhiều cây xanh cùng các loại hoa được trồng qua nao sen, tạo nên không gian lý tưởng cho du khách ở mọi miền đất nước đến tham quan viếng Bác. Đền thờ Bác, một công trình của trái tim, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với Bác. Đây còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ. Theo ban quản lý đền thờ Bác, trong những ngày Tết, trung bình mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến thắp hương viếng Bác.